Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trộn bài mồi nền chiên câu cá trôi chép hiệu quả dễ làm nha các bạn. Đây là cái bài mồi nền ủ chua chiên câu cá trôi chép hiệu quả dễ làm của mình. Mình đã test cái bài mồi này được vài tháng gần đây, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trộn cái bài mồi nền này, ủ chua này, để các bạn câu cá trôi chép hiệu quả dễ làm như thế nào nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho cái thính, đây là cái thính của đam mê câu cá của mình, do mình tự làm nha các bạn. Mình sẽ cho vô đây một ít nha các bạn, ra ngoài cái thau này. Một ít đó. Đây, còn đây là cái mồi ngũ cốc mình mới làm được vài ngày gần đây nha các bạn. Mình sẽ cho vô một ít để làm cái thính nha các bạn. Đó. Các bạn nào mà có cám chim hoặc là cám gà con, các bạn có thể kết hợp cho thêm vô trong đây để cho mồi ta tăng lên cái độ thô nha các bạn. Mình còn được ít cám chim, mình sẽ cho vào nha các bạn. Đây nha các bạn, đây là cám chim 2023 nha các bạn. Cám chim thì vẫn còn gọi là cám trứng nha các bạn, thức ăn cho chim nha. Mình hãy cho đây vô đây một ít, tăng lên cái độ hương dâu và độ thơm của mồi, độ thô của mồi nha các bạn. Đó, một ít thôi. Cục gói này các bạn có thể chia ra câu được 2 lần như mình hướng dẫn. Và còn đây là cái D1, mồi câu cái D1 nha các bạn, để tăng lên cái độ hương dâu, làm khiến cái mồi của ta nó ngọt, cái trôi chép rất là thích nha các bạn. Mình cho ít thôi, có hương dâu, không cần phải cho nhiều nha các bạn, ít để tạo mùi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều này phần này lên trước cái đã, cho mọi người ta nó đều lại với nhau. Mùa này các bạn có thể ngâm được từ 4 đến 5 tiếng hoặc 6 tiếng, 7 tiếng thì thích luôn. Có thể ngâm được qua đêm luôn. Mình đã từng ngâm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái mùa nền ủ chua. Mùa nền này mình để làm thính nha các bạn. Thính ủ chua, thính nền, ủ chua. Cho một ít thôi nha các bạn. Đây. Mình cho một như bao nhiêu thôi, làm thính thôi, không cho nhiều nha các bạn, để tiết kiệm mồi. Mình đánh hôm nay và còn ngày mai nữa, bao nhiêu đây còn để dành ngày mai nha các bạn. Còn bao nhiêu mồi đây đánh tới chiều. Và đây là cái thóc mầm nha các bạn. Thóc mầm thì mình còn một ít thôi, mình sẽ cho một ít thóc mầm, chia ra đánh 3 lần. Đây, thóc mầm, chém ít nước thấm mầm vô. Rồi, còn ít đó để mình đánh ngày mai nữa cho xong nha các bạn, để hết mồi. Đó, các bạn đảo đều cái phần này lên trước đi, trộn đều lên cái đã. Là tí nữa mà nó có khô thì các bạn cho thêm nước ở tại hồ này về vào. Thì mình đang hướng dẫn các bạn trộn mồi ở cặp mé nước, mé hồ luôn nha các bạn, ở ngoài hồ luôn, rất là dễ lấy nước luôn. Với tay nhẹ cái là thấy lấy được nước dưới hồ lên rồi, không cần đi đâu xa nha các bạn. Thì mình muốn là mình có video lên cá, và sẽ có cái video hướng dẫn mọi người chọn mồi này và câu lên được cá. Thì như vậy thì các bạn sẽ tin được là mình câu cá lên được từ cái bài mồi này. Và nếu mình chỉ lên cá thôi, mình nói mình câu lên cái mồi đó, thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ không tin. Đó, nên mình chắc chắn các cú là mình sẽ hướng dẫn mọi người trộn mồi, xong rồi mình câu cho lên được cá từ cái mồi mình đang hướng dẫn mọi người này, thì nó sẽ ok hơn, mọi người sẽ yêu thích hơn nha các bạn. Đây, mình sẽ cho nước cho hồ lên ít trước đã, các bạn đảo thật là đều lên. Các bạn đảo đi, các bạn đợi khoảng ở chừng vài phút
cho cắm chim của chúng ta nó nở ra và những thứ khác nó hòa quyện lại với nhau. Xong rồi các bạn bóp mồi, các bạn câu nha các bạn. Bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi. Mình làm cái mẻ mồi này á là để mình câu tới chiều. Và 3-4 tiếng mình mới thay mồi một lần, hoặc là khi nào cá nó ăn á thì mình mới thay mồi cái cần đó. Còn không nữa mình sẽ để y chang như vậy. Là đến khoảng cái lần 6 giờ là mình sẽ không thay mồi nữa. Là bắt đầu mình sẽ để cần đó mình đi kiếm gì đó ăn và mình sẽ ngủ, nghỉ ngơi. Và nếu mà có cá thì mình sẽ ra video cho mọi người xem phần 2. Hôm qua thì phần 1 rồi. Lên được cũng được 3 con cá trôi. Còn hôm nay phần 2. Hy vọng sẽ có cá để quay lên cho tất cả mọi người cùng xem. Ok. Mồi chúng ta đã xong. Mồi chúng ta nó sẽ có độ tơi như thế này đó, thấy không nè. Mồi chúng ta rất là tơi luôn. Kèm với đó có tóc mầm nè để tăng lên cái độ dính của chúng ta. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu nha. Tí nữa có cá mình sẽ view lại cho mọi người cùng xem nha các bạn. Cá bạn ơi. Cái trôi các bạn ơi. Trời trắng các bạn ơi. Được con trôi nha các bạn. Đợi chờ, đợi chờ. Trời trắng nha các bạn. Ok. Báo cá các bạn ơi. Cái gần chính giữa kìa. Nó mới dở các bạn ơi. Thử còn còn cá không các bạn?
sáng các bạn ơi. Nó trôi đỏ. Bụng nó nóc rồi. Cái rưỡi á. Cá trôi các bạn ơi. Trôi đỏ nha các bạn. Con này tầm 1 ký các bạn ơi. Tuyệt vời. Gần 2 giờ các bạn, 1 giờ mấy rồi. Ok nha các bạn. Cá lăng ơi. Rồi. Cá trôi nhỏ kéo khỏe quá các bạn ơi. Được con trôi đỏ nữa nha các bạn. Cá trôi nhỏ mà nó kéo khỏe thiệt các bạn ơi. Kéo max level luôn. Đã các bạn. Ba con cá trôi các bạn ơi. Tuyệt vời.